Rồi em chào tất cả anh em nhé. Sáng giờ mới ăn cơm được, rồi ăn cơm xong cái có năng lượng rồi anh em ơi. Có năng lượng cho chiến tiếp với anh em. Cái này em với Phụng Vân Thừa lên cho anh em một cặp Adidas 90 nha anh em. Rồi mấy này nhìn nó nhức răng quá. Chắc em này chắc phải đi mua thuốc sớm. Trời ơi nước sơn zin nó gì nè. Quá đẹp anh em ơi. Cộng có dầu zin luôn, bong bóng zin này zin luôn. Được zin nhiều thứ quá vậy. Cái này là đúng rồi, phải zin mà. Cái này văn ma. Ở Tết 90 gió bá vàng anh em. Cái này nhìn thấy cái này là em thấy ghiền rồi nè. Còn cái bộ e nó là nước nhớt trong đây, nhớt nguyên thủy nó còn luôn anh em. Đã cực kỳ luôn. Hết có mấy nào em thấy nó còn nó nè. Đây em với Phụng mở cái cát nước cho anh em mình coi ha. Cái này theo em là em kết nó rồi đó. Đầu tiên mà em thấy đồ zin thì em khoái à. Cái này nhớt. Bữa hổm em mới thấy nhớt cái cùng trong của em chừa lên. Trời ơi cái thằng ông. Cái gòn này nó còn luôn anh em. Máy này đúng là đúng đặc chuẩn luôn. Nhớt lại trong nó mới. Nhớt nó còn trong rồi mới chừa lên nè. Nhớt nó trong e nó còn như đúng không? Ừ. Rồi cái ly zin nó còn luôn anh em. Cái này là trường hợp hiếm nha anh em. Ba chữ này là chữ gì em không biết, giống xe pháo ngựa quá. Cái này anh em nào à? Có bà con người Nhật cái lên chắc nói thắng nó bị khùng. Không biết mà hay nói. À, để chữ đây là kêu châm nhớt tới cái sớm đỏ rồi thấy không? Đâu có dài dữ vậy. Dạ, người ta có gạch làm dấu cho mình luôn mà. Dốc đặt lô đất đặt cái đầu kiếm nhật. Quá khứ mấy anh em, anh em ơi, còn máy móc thì em nói anh em là nó ghim tới cái không biết nơi sao luôn, nó ghim toàn đập luôn. Móc này là mấy anh em nên hoàn toàn không đụng luôn, không có dấu chạy xước. Trong có máy nó còn ghim như ta. Có chỗ này móp uổng nghe nè, móp cắn bể cho đẹp. Đây, ở đó 90. Dòng tua 2002. Hồi mình giặt bánh giớn như quay gì vậy thưa ạ? Gặp bánh giới như quay gì em mấy tép nó bự nghe em lắm. Rồi sao anh em nhìn thấy cái tôm này thấy ăn tiền chưa? Cái này cái tôm bu ly nó nguyên bản là gì nè anh em, con ốc nó gì luôn nè. Cái máy này nó quá khứ đẹp luôn người ta. Cái nắp ly lắp này nè anh em ơi, quá trời đẹp luôn rồi. Cái này làm bao zin anh em, làm bao zin anh em nhìn cái nắp ly lắp này nè. Ôi. Rồi nhờ em test giùm cái được không? Em tính kêu Thừa giặt bánh trớn này mà Thừa nói là bự quá là không nổi anh em ơi. Nhớ trong quẹ hả? Ừ. Quá yêu. Hết có máy nào 90 mà chạy được chỉ nhóm ra lên. Em gọi bằng bóng nhớt nó quay nè. Nó quay như ma tiết luôn. Bữa nay em lên lần một cặp hai cái hết cho anh em dễ lựa chọn nha. Rồi nhờ em nghiêng gần trước mà anh coi thật. Rồi anh coi số sơ ghi. Cái này số sơ ghi nó là 19409 anh em ơi. 19409. Rồi cái nắp lắp. Tới nắp luôn. Rồi. Em xin báo giá luôn, mấy này em bán anh em là 650.000 nha anh em. Phí ship là 450.000 nha. Là em này 650.000 phí ship 450.000. Rồi đây lên tiếp một cái nữa, một cái nữa cho anh em mình dễ lựa chọn ha. Cái này thì ngoại hình tương đối không bằng cái máy nãy nha anh em. Hơi xấu hơn tí xíu. Mà được có một cái thùng dầu quá đẹp.
quên đó, mình coi chưa coi cái thùng dầu kia, mở ra thừa nhấn nách luôn hả? Cái này thì nó bị cái dầu nó ố thôi, chứ cái thùng dầu ở dưới rất là đẹp nha anh em, còn được đầy đủ. Con nhớ hẹn lại người ta đi, cái đó chắc chắn mình có đó. Dạ, còn nó không có người ta để em xem. Còn nay kia không có. Bị trình độ con kiếm còn quá non. Cái gì vô? Cái lóc giờ hay ra. Đi dài từng cái bên mới khác qua luôn. Ừ. Rồi. Rồi hay cái hả? Ừ. Ủa giờ nó gãy cả đống. Đúng rồi. Bây giờ hay ra mới gãy nhiều. Cái này là cái dân ma đó 90 nè, nhờ nghiêng qua mình anh xích qua cái thừa. Cái này thì ngoại hình nó gì nè anh em. Mấy này mà nhìn thấy bong bóng ghim là đẹp khoái nè. Bong bóng ghim cái niềm ghim. Cái lóc cũng không thua gì mấy bển anh em. Lóc cũng là rất là đẹp. Coi dầu thì nó hơi xét tí xíu anh em ơi. Coi dầu nó hơi xét. Còn lúc này thì nữa em dặn lại cho anh em nha. Ống này còn nguyên bản luôn nè. Em dặn này cho anh thường. Để coi thằng ông cho bà con mình coi. Cứng. Cứng. Mấy này là nguyên bản đó. Là dân mã tới 90 nữa. Cứng thì làm cho nó mềm rồi. Mềm làm cứng mới hay, chứ cứng làm mềm cho ẹt. Anh em nhìn thấy ốc nè, nó còn cái miếng điểm thun trong đây luôn nè, nó đủ cạnh hết trơn luôn anh em. Còn này thì em bao két chắc chắn cho anh em, là mấy nào em bán bao két két thì anh em kết thoải mái luôn ha. Mấy mấy rất là khô luôn kìa. Cái lượt cái ly như cái lượt với cái ly 15 dưới em coi, cái lượt như 18 hay gì 33 ngàn anh đưa cho giỏi. Em ở đây em không có tiền. Để nghe anh em nghe khổ chưa anh em. Máy thì bán đóng 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 gì mà hỏi em là em không có tiền. Mà thật sự là gì đó. Cái này này nó có giá đèn nha anh em. Cái này dân mã tới 90 bị cái góc cạnh này em hơi khó quay. Thấy bu ly là ăn tiền nữa nè. Nhìn mấy bu ly zin này em khoái. Anh em nào mà không lấy bu ly này thì em thu lại 150 ngàn ha. Bu ly này thu lại cho anh em 150 ngàn. Cái này là dân ma đó 90. Ây da, cái này thiếu bô của ta. Cái này thiếu bô anh em ơi. Cái coi này nó hơi xét anh em. Máy đẹp chịch nhưng mà coi xét. Nhờ em nghiêng qua phía bển mình đi được. Cái này số xe ghi là 331-37 anh em ơi. 331-37. Rất đẹp. Mình có dấu hơi ướt ướt nhẹ. Rồi để em nhờ thừa test dùm cho anh em mình coi nha. Cái này thì nữa em gắn cái bô khác cho anh em nha. Mà chắc có cái bô mới nha anh em. Cái bô bô ghim thì dường như em coi đi. Lượt thì em gắn lượt khác. Con gà lớn lên rồi. Đây đi chơi chết cá. Cái này anh em lưu ý rồi nữa, em gắn cái bù lại cho anh em nha. Em gắn cái bù. Rồi em cũng báo giá máy này cho anh em luôn. Cái máy này thì em tính anh em là 6.3 triệu. Còn nếu anh em là nguyên cặp hai cái ha, thì em tính anh em là cái 6.2 triệu. Cái bển hồi nãy nếu anh em mua lẻ thì em tính anh em 6.5 triệu nha. Con này 6.3 triệu. Còn anh em nếu mà mua lần hai cái thì em tính anh em là 6.2 triệu.
phí ship là 450.000 cái nha anh em. Rồi em kết thúc video tại đây ha. Em rất mong được sự ủng hộ của anh em mình. Em xin nhắc lại lần nữa ha, cái máy bển này em tính anh em là 650.000, còn máy này em tính anh em 630.000. Anh em muốn mua một cái hai cái đều được, nên anh em mua một lượt hai cái thì em tính anh em là 620.000 một cái, hai cái là 12.400, còn phí ship mỗi cái là 450.000. Còn phương thức thanh toán thì rất đơn giản ha, anh em cộng đúng cái tiền phí ship, phần còn lại là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, test thoải mái. Máy này làm bao pin hết, anh em nhìn từ con ốc luôn nè, là đúng số seri, máy nổ ok, anh em thanh toán với shipper ha. Rồi em cảm ơn anh em đã xem hết video của em, cảm ơn em dùng thừa bèo thừa bèo hôm nay có tên nữa anh em ơi. Rồi ngày quay cái máy là cái tên, chúc anh em có một buổi chiều thật vui vẻ anh em ơi, chào tạm biệt anh em nha.